Dạ, Trân trân kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Sáng hôm nay Trân trân lại về một ngôi chợ quê thuộc Hương Phong, Thừa Thiên Huế. Đó là chợ chợ Hương Phong là bây giờ mới xây dựng lại khoảng 2-3 năm nay. Còn trước đây gọi là chợ Vân Phục Đông. Đây là một ngôi chợ trung tâm của xã Hương Phong, rất là nhiều làng tập trung lại đông đúc, cho nên chợ rất là lớn và sầm uất. Nhưng mà cách đây 3 năm thì Trân đi bây giờ thì Trân không biết như thế nào. Mời quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn cùng Trân đi vào chợ. Nặng quá. Dạ cảm ơn mẹ. Dạ. Hồi trước con thấy mẹ hang đây hang ăn mà chưa không con đấy. Vô trong rồi hả? Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ, gì? Chợ rất là nhộn nhịp, đông vui. Chợ bên này là hàng ăn. Hàng ăn nấu chế biến sẵn. Nặng quá. Dạ. Dạ. Dạ, quay giới thiệu chợ quê, vẻ đẹp chợ quê. Dạ. Dạ. Cũng giờ chưa là cũng giờ đông đúc nhất là mẹ hết. Chợ đi đi. Dạ. Chợ trung tâm thì đang đông muộn hơn là mấy chợ quê kia là chưa là tán rồi. Chợ làng là tán rồi mà chợ dạ, mà chợ xã là còn. Mời bà con mua khoai sẵn lấy thêm cho chị. Mới tại thế. Sao? Hay nên chị ăn đi. Có chị ăn. Tạm cái đi chị. Đây là sẵn. Mấy bánh bánh sẵn hả chị? Dạ, bánh sẵn đi luôn từ từ người ta. Hôm nay là mua sẵn. Chưa chưa mua gì hết. Có bắp không? Có. Có chị. Nhân nhắn rau đỏ hả? Cho làm mai sẵn với ra mà làm được cái bánh ấy cùng cống phu hết. Mai thích tay hết. Hôm nay là Trân được sự gửi gắm của mẹ Liên và mẹ Tâm gửi Trân đi chợ quê Bắc Kỳ mà gặp những mẹ già mà còn tạo tân ra chờ buôn bán thì giúp đỡ. Nhưng Trân cũng tìm một ngôi chợ quê và sáng hôm nay là Trân về chợ Hương Phong. Dạ. Dạ, thấy mê gọt gọt muống đẹp quá. Dạ, đều đẹp quá luôn. Muốn mê trong rồi mê? Mê trong nằm luôn à? Nằm không mê lăn. À được à? Nằm cháu xin bà có nhờ lại cho bà nữa. À dạ. Mê nắm đến mấy muối rồi. Mê sâu sảo. Dạ. Mê quế được thầy trẻ rồi chứ, thầy này mới nhìn qua rồi thôi chứ nhìn kỳ thầy trẻ đẹp. Dạ đẹp luôn. Dạ thôi chúc mê bạn máu hiền kế.
thì cũng rất là nhiều mì gia tạo tâm, nhưng mà đợt này thì không thấy nữa. Hôm qua thì Trấn cũng Trấn cũng về chợ Đông Lâm Quảng Điền, nhưng mà cũng không gặp mấy mì, cho nên Trấn cũng không giúp và không quay clip luôn. Cũng mừng vì bây giờ mẹ mẹ mà tuổi da cơ cái cuộc bớt vất vả, nặng mưa ra chờ rồi rất là ít mẹ. Chợ bán nhiều thứ đó, bánh rán, bánh trứng. Bạn chỉ nhiêu món nữa cháu con quay được không mẹ? Được. Cháu thấy hàng của mẹ hàng ăn hấp dẫn lắm mà. Có món cháy cho mẹ hả? Mẹ tên tiếng mẹ ăn được cả người ăn mãi rồi. Bún bò, bún trôn, bánh cá này. 25 ngàn cả hết. Không còn được. Ui, mẹ bạn nhiêu món ha? Một tiếng nè. Gần hết một cái chợ mới gặp mẹ bạn đấu trâu. Chào mẹ. Lâu ngày mẹ hê, 3 năm rồi mới gặp mẹ lại. Có nè răm. À dạ dạ, không có chỉ hết mẹ. Mẹ bạn được không? Mẹ bạn thuộc nè hả? Thuộc cầm lái mẹ hả? Dạ. Không lái cầm à, không lái lái cầm lì không lái nha. Không mẹ bạn biết thôi, con bạn chí được không? Bạn bảo câu sụp ngon rồi nha. Cáo mẹ buông hay là mẹ cáo mẹ buông hay là sao lên buông coi phổ rê lên đóng ba chân về con mẹ chỉ dâu ăn răng dâu dưa mượt tóc cái lít dâu dưa đó nên mẹ buông luôn hay sao buông dâu dưa ni bạn đó đang thuộc nếu thuộc chứ thuộc công lê công lê chứ con mượt tóc mẹ ha chứ mượt tóc nè mượt mượt tóc đen tóc mẹ nữa nữa nó trước đó là nhiều thứ à nữa thế trái ba ngang trái trái ba ngang mà xích có là hiệt nữa à? Ồ, hay vậy hả? Nó ngửa tính ra đâu mà xích cũng hiệt luôn hả mẹ? Hiệt chứ. Dạ. Chưa miên cái bò bữa rồi. Rồi có mê đó, thả không? Dạ, uống ốm con. Uống tế đây. Uống mất thôi. Uống mất đi bà. Tầm 2 dạ tầm 2 đấy chục mươi lắm ngoan cái mà nuôi cho đủ nhiều à có một đồ nuôi dạ cái
bạn mua đi. Mẹ tên chị mẹ ha? Là Lê Thị Năm. Mẹ Lê Thị Năm ở thôn của mẹ? Đi thôn đây. À thôn đây luôn, thôn Vân Âu Đức Đông. Thôn Đông Đức Đông, xã Hưng Phong. Bây giờ Hưng Phong vô thị xã đó. Dạ. Có thị xã thì đến. Dạ, thị xã đó cũng được thôi. Có thị xã đó. Có mẹ Liên và mẹ Tâm Huy Huệ cũ. Ừ. Bây giờ thì đang ở Sài Gòn giúp đỡ cho mẹ 500 đi chợ. Ừ, cảm ơn cô. Cảm ơn mẹ Liên Huy và cho mẹ ở chắc tôi. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, mẹ Liên, mẹ Tâm chứng mạnh của con. Dạ. Ở Sài Gòn, dạ. Vì ngày xưa là hai mẹ ở Huế đây. Đang yên mực khéo, yên đang mực khéo. Dạ không phải. Cách đây cỡ 3 năm con có về giúp ba con, có giúp mẹ lần rồi. Dạ dạ, có giúp mẹ lần năm tiệc năm 2023. À 22 quê. 22. Mưa lần lần. Dạ dạ. Dạ dạ. Ba con chào mẹ đã. Chúc mẹ sống lâu cái mô về cho gặp mẹ. Dạ dạ. Chờ rồi con đi vậy luôn, đợi chờ rồi. Hồi trước con đi là mẹ và ba con buôn bán ở phải bên kia, bây giờ chỉ còn ngang đây thôi. Không dùng dịp mẹ. Dạ. Dạ. Có. Thank you tóc Huế thương ạ. Thank you tóc Huế thương ạ. Yeah. Cô mê ngang, cô mê ngang. Cô hăng nha cô ơi. Mẹ ơi bằng cả ngôi. Có sợ nó lắm. Mẹ ơi. Thôn này luôn, Văn Cục Đông. Văn Cục Đông luôn. À, bạn mới gặp mấy từng đô mới cởi. Ôn á, ôn qua tháng cái mê đường bánh lắm. Có một bánh đi. Đi rồi. Ôn đi, đi Đức rồi. Ôn đi Đức luôn à? Ừ. Rồi à? Có Đức ở luôn. Có Đức ở luôn. Đức. Đi Đức là đi muôn lắm. Dạ. Rồi mềm. Mẹ bán cái sản chứ trứng mẹ mua đi bán lại hả? À, mua đi bán lại. Dạ. Mẹ của hộ mà bán. Dạ. Bán sản lên được mấy mẹ, mẹ có độ keo hả nít? Keo nít cũng mẹ của hộ luôn. Đến phải mẹ độ hả? Mẹ da của răng của hộ. Có từ mẹ độ keo luôn nữa chứ. Muốn gài hay? Dạ. Có cô Liên, có mẹ Liên và mẹ Tâm ở Sài Gòn đi xa quê hương rồi nhưng mà vẫn thương giúp mẹ gửi con về giúp mẹ 500. Cảm ơn. Dạ. Mẹ Tâm và mẹ Liên. Dạ, mẹ Tâm mẹ Liên. Cảm ơn hai mẹ. Dạ. Cha mẹ bạn 20 rau. Cháu ngon mẹ ha. Quấy bột rau. Dạ. Có bột rau nè. Dạ. Ồ thôi chứ chưa phải mẹ. Dạ. Chị cha bà chị ơi. Dạ. Đi nè, quấy mẹ mẹ hay cái dạ. Đó, mẹ cái hăng đi đi này quấy chung lá.
chứ là mì từ nay là chị em muối bắp cải à? À vỏ sẵn hả? Vỏ sẵn, vỏ sẵn mà mì cắt mì muối đẹp đi. À khoan lại các bạn. Con là ní là dưa môn. Mì muối luôn. Món mì trong mà mì muối à? Dạ. Mì mấy muối rồi mì? 78. Là khỉ đi là mì trong luôn. À, vương mì đầy đủ đến vương mì rồng ha. Rồng mì luôn. Mì ở thôn có mì? Ăn lai. Ăn lai hả? Dạ. Lai mì bạn chân thôn. À mấy bạn chưa ăn cơm tốt. Dạ. Rau nó miếng cũng thấy cũng còn mấy múa mẩy nó mê hết. Còn đó mà chơi lắm. Thì nếu là cây chúa nấu cánh nên mê hết. Chúa nấu cánh. Lâu à. Được ngang là mấy trại mê? Hai trại mê. À ngang hai trại thì cũng rẻ thôi. Ừ thì rẻ đó, mực rẻ cho ba con. Mê tiếng chi mê? Mướp. Mê mướp. Rồi ổn ổn đi ra cho hồ ăn cho ba con ăn cho ổn ổn cuộc đó chứ mê trong hay là mê tư cuộc à ổn cỏ đó chứ mê ở với ai ở với con nhà mê 78 tuổi đó mà thấy mê trẻ khỏe con cuộc đất trong rau thì giỏi phải không trong rau thì mình đi bạc á con thì đau ổn con đau hả con đau rồi đi mình tìm cái xe đó chị ở gia coi coi là vấn đề gia mình đi con nuôi rửa thì con mê đau chứ đi bùa bút à lộ một người như cái thảm cái thứ gì mới có mê liếng và mê tắm mê liếng và mê tắm thì ngày xưa cũng ở Huế à. Bây giờ mê đi ở xa rồi nhưng mà vẫn thương mấy mê muốn bạn phụ từ cửa chơi quê cho nên nói con về giúp cho mẹ 500 ấy. À, rồi cảm ơn mẹ ơi. À, mẹ liếc mẹ tâm. Rồi nhiều quá đi. Nhiều quá. À, dạ. Cho nhiều quá đi. Dạ. Đó mà mong đi mà mua mà ăn cho tôi cho quả anh nữa. Dạ. Dùng cỏ con thì lau lên lau xuống. Dạ. Chứ lau đi mong đi nó. Chứ mẹ mừng không? Ê. Mừng không mẹ? Mừng chứ. Cảm ơn mẹ con ấy. Dạ dạ. Dạ. Cô cho anh tặng nhiều quả. Dạ, mình nói nhiều quả thì mình nhìn thôi. Chúc mẹ vui vẻ, sức khỏe. Đó rồi. Đó rồi. Nên ở phần viên đi mua mẹ mới sang là bưng cho con mẹ cũng có. Dạ. Con, ngay kiểu mai nó có đơn giản ăn rồi thôi. Dạ. Chứ được 30 của mẹ, vì sao bạn đây được 30, 50. À, 50 dạ. Là cũng nhiều thứ, từ món cho tới này. Dạ. Dạ, mà có cái là từ trong cái nên không có bỏ vốn á. Nó thu nhập cao mẹ hết. Bạn 5 ngàn rau là tròn vàng 5 ngàn. Lấy công lâm lơi rồi mẹ. Con đi buôn thì lời ít hơn. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, thầy mẹ vẫn vui vẻ lạc quán sức khỏe. Cho nên nhờ rửa mà mẹ sức khỏe và cuộc đất cuộc đái trong rau vô tứ rộng. Dạ. Mẹ bán, mẹ 70 rồi mẹ. Bạn đi bạn đây. Tầm 7 rồi. Thôi trượt con mẹ còn có giúp mẹ đó. Qua đây mẹ đi. Mẹ tên chi rồi mẹ? Đặng Thị Quyên. Dạ? Đặng Thị Quyên. Mẹ Đặng Thị Quyên. Ở thôn đây luôn. Thôn chồng có phải nghe mẹ đang đeo đơn. Dạ. Rõ hiệp. Thôi có ba liếng và ba... À mẹ liếng và mẹ tắm ở Sài Gòn hả? Ngày xưa là ở Huế, giờ ở Sài Gòn giúp mẹ 500 gửi về con, như con đem về. Dạ, mẹ cầm đi. Mẹ mừng không? Mẹ có hai vợ chồng cực khổ lắm ở chắc mà cần tôi. Mẹ đâu? Giúp lại mẹ thôi. Giúp lại mẹ thôi. Còn tôi làm cống có hết.
là cầu lớn của con, cầu trực hộ đội mà vợ nó đi mổ mắt cầu đã đừng ra đây chị phụng vấn chị cho tin cầu cầu của tôi cầu nghèo khổ thì cứ mà bị không đi là bình chi dạ là cầu mình lúc chưa hai vợ chồng mình cũng lớn lớn của con mình luôn cầu cứ nói đến con mà cực khổ cỡ hai vợ chồng mình đã đi mổ mắt rồi dạ cho cầu của tôi thôi chưa thì đi mổ mắt có uống thì bình mà hai vợ hai uống bê lắm có con hả mà ở mà uống bị bình chí mà rung rung đi giờ biết được mà cách đây bụng nóng lắm đi qua bụng nóng được hai nóc bụng bị lên lâu sáu dạ chưa về rửa có bị dẫn tay biển đi hả dạ dạ chưa rửa là quá như hùng xiệt luôn à đi rửa là quá như phải có thêm thì cái như đi theo là thằng cô mệt quá thở không kịp lên xịt quá nhiều á dạ uống tiếng chi vô Trần Việt Móng Trần Việt Móng con mê Châu Thị Tình à, Châu Thị Tình thôi có nghe mê nó mổ mắt hết dạ thì con thay mê Liên và mê Tâm ở Sài Gòn giúp đỡ cho ông mê 500 về mê con mổ mắt về thì mê bôi dưỡng dạ 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 xin cảm ơn dạ 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 xin cảm ơn chị về mê Tâm về mê thứ đó dạ mê Liên dạ được rồi ông vô đi rồi mẹ mẹ đi mổ mắt về mua chảo mua thịt về bôi dưỡng cho mẹ dạ cảm ơn chị dạ dạ đây này bạn không ai mua hết cả hai mẹ về xe hai trên biệt là bạn là được lời được mấy lời vài chục mừng ngày mẹ mượt dạ vẫn ai mua hết đi dẻo lớp mẹ ướt hả à bị mẹ ướt mà không ai mua ấy hả mẹ một miệng nữa là mấy mẹ bạn 7 ngàn 5 ngàn là mang ra thôi miếng 7 ngàn 5 ngàn thôi rẻ là muốn quá mấy muốn khó thì muốn mẹ ở thôn mua mẹ giờ đây vẫn còn đông ai mới đông rồi miếng mẹ ốm hại cho mẹ bạn à mua mẹ thì ốm chết rồi à ốm mất rồi ba tắc con này là con chứ mẹ ở với ai ở chắc nè ở chắc có mua cho ba tình con cãi mẹ mất rồi giờ mẹ đừng đi làm ăn xa đi chợ hô chợ đồ nữa riêng của vợ của trong thằng ăn tư là riêng nuôi vợ nuôi con hả có khả không mấy không làm đồ ăn này đi mang cái món ăn có ai cho chi thì ăn lại vậy nhá dạ có mẹ ngoài bằng biệt ra ngay con bạn chí nữa không con bạn chí này mình sẵn mua đi mình nhận mẹ bên chí tim tim một tim 8 năm rồi thảm mua đi mình hiện tại khám à bị tím hả bộ tím 8 năm là bộ tím đường tím mà tím về cái chi tím ô nhầy nhầy ngoài mọc mê mê mẹ mới ra quên 80 mê 80 tháng mua đi mình hiện tại khám còn mê Liên mê Tâm ở Sài Gòn giúp cho mê 500 dạ cảm ơn mê hai thằng là 300 dạ hai mê là ở xa vẫn thương mấy mẹ ở quê nhà cho nên gửi về giúp dạ mẹ mừng không cảm ơn mình mừng chứ người cha hiểu đó đâu mừng chứ người đồng đó mừng mừng lấy chứ dạ muốn kiếm vài chục ngay kiếm vài chục biệt mới chứ giúp 500 là băng đi chờ cả nửa tháng rồi dạ mà con mà ba mẹ biệt với ngay muốn mà đem về ăn ngay ăn đem về ngay ăn ba lời ba năm đi đây chợ đến mình miệt bên điên về anh em đi mua nồi dạ bán một đại dạ bán một tá dạ một tá mình rồi con chào mẹ là hết chúc mẹ vui vẻ sức khỏe dạ đây bây giờ trong đã ra khỏi chợ vì mẹ già mà tạo tăng buôn bán thì không bao nhiêu mà những người trẻ trẻ thì kéo tới xin giúp đỡ quá đông nên Trân phải chạy ra đây một lần nữa Trân chân thành cảm ơn sự gửi gắm của mẹ Tâm và mẹ Liên cũng như sự góp ý đồng viên bỏ thời gian theo dõi clip của quý khán giả Huế Thương. Trân kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn
đang xem video, luôn an vui, sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều được như ý.